tiếng rồi chơi bình thường có phải không? Dạ không bác Hiền Queen ơi, không bao giờ. Em là quý quy cũng được nhưng mà đấu tốt là vào giải hết thôi nhá. Chẳng có cái lỗi nào nặng nhất bằng cái lỗi bóc hoàn dàn không chơi cả. Cái lỗi mà cái lỗi bóc hoàn dàn không chơi là không thể chấp nhận được. Xỉa lông một lần với thái độ thi đấu yếu kém nhiều thì lỗi nào nặng hơn? À, tất nhiên thì con chim mà thái độ yếu kém nhiều thì nặng hơn rồi. Bác Quốc Bình. Thấy chưa? Những con chị em điều hành bất kể một trận đấu nào, kể cả đi ra Bắc các đấu trường lớn ấy, vé 5-7 triệu ấy. Thấy chưa? Những con chim mà xỉa lông mà đấu tốt thì ba em đã điều hành thì các bác cứ yên tâm vào giải. Đúng không ạ? Thấy chưa? Còn những con chim mà không xỉa lông, không tật lỗ nhưng thụ động chôn cầu, đấu yếu, bể hình, bể bộ ấy, là các bác cứ chấp nhận dừng cuộc chơi đi. Lo sách chim về đi, chứ đừng có nghĩ ngợi vấn đề đi xa hơn. Em là riêng em điều hành ấy, là không cần chờ tới tật lỗi. Riêng em điều hành là không cần chờ tới tật lỗi. Đấy, xỉa lông một vài cái nhưng đấu tốt, chạy cầu, ra giọng, quát tháo, dọa nạt đối thủ. Chú chim đó cứ yên tâm ngồi rung đùi uống cà phê. Không có cái gì mà lo lắng cả. Đấy chưa? Còn con nào, anh em nào mà cầm con chim á, mà thụ động chôn cầu mà đứng hót ấy. Đấy chưa? Tức là đứng chôn cầu mà hót thôi. Em đảm bảo các bác là không thể qua được với em đâu. Xuống ngay, không có chuyện mà đứng hót vu vơ được. Em mà thấy riêng em làm là không có chuyện mà chờ lỗi, dứt khoát không chờ lỗi. Móc bô mà ché ầm ầm có vô ngoài vô. Chính xác vô bác nhá, yên tâm. Nhưng mà thế này, em sẽ cho bác 3 vòng. Nha. Yeah. Em sẽ cho bác 3 vòng. Vòng thứ nhất con chi của bác móc bô mà có ché, yên tâm đi. Liên tiếp vòng thứ hai tiếp tục bóc bô có ché, bác cũng cứ yên tâm đi. Thấy chưa? Nhưng vòng thứ ba mà tiếp tục bóc bô lại ấy, thì các bác phải chấp nhận, tức là cái lỗi bóc bô nó rất nặng, nó chỉ sau lỗi bỏ đấu. Đấy, cho nên là lỗi ba vòng liên tiếp thì các bác phải chấp nhận. Nhưng còn ví dụ thế này này, trong trường hợp mà các team các bác móc bô, ví dụ thế, ví dụ một vòng đầu tiên các bác bô, vòng thứ hai không móc, đấu bình thường, nhưng vòng thứ ba, vòng thứ tư các bác móc lại thì nó đã bình thường lại. Tại vì sao? Khi con chim ché tức là em sẽ xóa lỗi, tức là con chim là bộc phát đấu tốt có tiếng ché thì em sẽ xóa lỗi, nhưng mà tuyệt đối không được ba vòng liên tiếp. Tại vì em không có cóp lỗi, em không cóp từ vòng này cái tới vòng năm nó bị lại. Ví dụ con chim móc bô vòng hai, cái tới vòng năm nó móc bô lại là em không cóp, tại vì vòng nào là tính vòng đó, thấy chưa? Nhưng mà tuyệt đối không được ba vòng liên tiếp. Đấy, một con chim là không nhắc nhở ba lần, thấy chưa? Đồng ý bác đấu hay, em có thể công chức cho bác, nhưng bác ra lỗi nhiều quá thì bác không được. Cái gì nó phải có luật công bằng, có điểm cộng thì sẽ có điểm trừ, ok chưa? Chào bác Hoa Lăng Tử. Cho nên là một số anh em nếu mà vừa rồi xem cái trận em điều hành ở Hà Nam ấy, chỗ em Đặng Khải Hoàn ấy, là các bác sẽ biết ngay em là không có chờ chim lỗi, dứt khoát chuẩn ba vòng mới chuẩn. Chính xác bác Đức Doanh, em là chim lỗi bóc bô đủ rất nặng đấy, nhưng mà em vẫn cho ba vòng. Nếu như vòng thứ nhất bóc bô ché vẫn cho đi, vòng thứ hai tiếp tục như vậy thì vẫn cho đi, nhưng mà thứ ba mà tiếp tục lại nữa thì bác chấp nhận, tại vì ba vòng liên tiếp thì không được. Thấy chưa? Thi bểu chim nằm biên top 10 chạy ra vô không có nhịp nghỉ, có phải lơ mặt đấu không anh? Dạ không có thi bểu. Con chim đứng biên đó là về nguyên tắc nó phải ra vào, đó là chuyện rất bình thường. Thấy chưa? Con chim mà nó ra ngoài, bong mặt qua bên ngoài, đứng qua 5 giây thì mới gọi là lơ nhịp. Chứ còn con chim thì nó chạy cầu thì nó phải ra vào, nó chuyện rất bình thường, tại vì nó chỉ có một mặt đấu mà. Cho nên cái chuyên môn trọng tài ở đây là ở vấn đề đó, nhìn nhận con chim đấu dàn, nhìn nhận về thái độ và thần thái của con chim mới là quan trọng nhất. Đấy, chứ còn con chim đứng biên thì nó phải ra ngoài. Tại vì sao? Dòng trào màu là một dòng chim đấu. Thấy chưa? Nó vừa đấu chim ở trong dàn, nhưng cũng có thể khi mà nó nghe tiếng lảng vảng xung quanh ấy, một số ông mà đi rớt sớm ấy, tức là cầm chim để đi ấy, để xem ấy, tức là nó nghe chim lảng vảng bên ngoài, nó vẫn nghe ngóng bên ngoài để nó đấu. Đấy, cho nên là con chim mà khi mà đấu đứng ra ngoài qua 5 giây, tức là đứng chậm nhịp lại qua 5 giây thì mới gọi là lơ mặt đấu. Còn con chim mà nó đứng biên mà nó ra nó vào, nó ra nó vào thì không thể nói là lơ mặt đấu được. Tại vì đó là cái nết cầu nó chạy, và con chim đứng biên nó chỉ có một vào đấu. Nên cái chuyên môn và cái chuyên sâu tổng tài là phải ưu tiên cho chú chim đấy. Phải ưu tiên cho chim đấy. Đấy, ok chưa? Đức Trần cho mình hỏi cách đổi cám. Đổi cám rất đơn giản bác. Bước cách